Sau 2 tháng khẩn trương thi công, vào tối ngày 1 tháng 9 năm 2016, trước sự chứng kiến và mong đợi của đông đảo nhân dân, thành phố Uông Bí đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình đài phun nước nghệ thuật trung tâm thành phố. Cùng với các công trình vui chơi công cộng khác, đây là một điểm nhấn ấn tượng, làm đẹp thêm kiến trúc cảnh quan đô thị của thành phố Uông Bí. Được xây dựng lắp đặt ngay tại vị trí quảng trường 25 tháng 2, công trình đài phun nước trung tâm thành phố Uông Bí có tổng diện tích sử dụng trên 4.600m², gồm các hạng mục chính, bể nước, hệ thống phun nước, các công trình phụ trợ như sân, tiểu cảnh, vỉa hè. Trong đó, hệ thống đài phun nước cấu tạo gồm hơn 1.000 vòi phun ngầm, dàn phun nước tầm thấp và trên cao, các máy bơm đảo, hệ thống ánh sáng laser và bộ cảm biến. Tầm phun cao nhất cách mặt nước 14m, tầm thấp nhất 3m. Đài phun được điều khiển bằng hệ thống tự động hóa kết hợp ánh sáng laser, lập trình theo thời gian và ý tưởng sử dụng. Khi vận hành, các hiệu ứng chuyển động của nước cùng với ánh sáng laser tạo thành những màn trình diễn đẹp mắt, đa dạng kiểu dáng như phun bắn tỉa, phun cầu vồng, cột nước, vòng tròn trụm, vòng tròn xòe, phun hình chuỗi, phun hình quạt nước khổng lồ. Toàn bộ thiết bị của hệ thống đài phun nước được nhập khẩu từ Ấn Độ. Công trình được Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Samador và Cộng sự lập quy hoạch kiến trúc thiết kế thi công. Chủ nhiệm thiết kế là kiến trúc sư người Tây Ban Nha Samador. Công trình do doanh nghiệp tư nhân Thanh Thảo trực tiếp thi công. Thi công trong mùa mưa bão, thời tiết không thuận lợi, song với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của lãnh đạo, kỹ sư, công nhân, trong 2 tháng, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Chúng tôi cũng rất là vinh dự là được về với thành phố để thi công cái công trình đài phun nước của thành phố. Để kịp được cái tiến độ thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ nhân lực của cơ quan để về thực hiện cái công trình đài phun nước ở đây. Mặc dù là cái thời gian tháng 7 thì như chị thấy là thời tiết rất là mưa nhiều, ảnh hưởng vào các cái cơn bão cho nên là cũng làm chậm cái tiến độ, nhưng do là quyết tâm của thành phố cũng như của doanh nghiệp này là chúng tôi đã phải huy động hết toàn bộ và làm việc 3K liên tục để cho kịp cái thời gian để bàn giao thành phố đưa vào sử dụng. Công trình đài phun nước trung tâm thành phố Uông Bí có tổng vốn đầu tư trên 8,4 tỷ đồng, gồm nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách. Quá trình thi công, các phòng ban đơn vị liên quan đều tập trung phối hợp chặt chẽ, trong đó để đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật cho công trình. Ban quản lý dự án công trình thành phố Uông Bí, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý giám sát thi công công trình, đã thường xuyên bố trí cán bộ chỉ đạo trực tiếp phối hợp với đơn vị thi công, đảm bảo công trình được xây dựng, lắp đặt thuận lợi. Ban quản lý dự án công trình chúng tôi thành lập hẳn một cái tổ giám sát ở đây, ở công trình này 24/24, nghiệm thu từng hạng mục công việc tại chỗ, đảm bảo cái tiến độ và kỹ mỹ thuật chất lượng theo đúng cái yêu cầu của thiết kế. Cùng với các công trình công cộng như hồ công viên, biểu tượng thành phố, đài phun nước nghệ thuật là một công trình góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu trung tâm văn hóa thể thao của thành phố, từng bước hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí theo hướng hiện đại. Đồng thời, công trình cũng là một trong những điểm vui chơi công cộng hấp dẫn người dân và du khách khi đến với thành phố trẻ. Khi có thêm một cái khu vui chơi mà ý nghĩa như thế này thì chắc chắn là gia đình chúng tôi sẽ rất hay đến đây để tham gia cùng với mọi người. Và đây là một khu vui chơi rất là ý nghĩa đối với người dân như chúng tôi ở thành phố Uông Bí này. Theo tôi là rất đẹp, nhưng mà có đài phun nước, mọi người đến đây để du lịch buổi tối, nó vui vẻ, khỏe mạnh, các cháu có chỗ vui chơi. Thì cảm ơn lãnh đạo của thành phố. Từ khi mà thành phố Uông Bí được công nhận là một thành phố đấy, thì đã rất là nhiều đổi mới. Có bờ hồ sinh thái, có đài phun nước này, bọn chị rất là tự hào. Rất tự hào về thành phố Uông Bí của mình. Khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, công trình đài phun nước nghệ thuật sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố Uông Bí trong dịp nghỉ lễ. Đây cũng là một trong những công trình ý nghĩa hướng đến chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thị xã Uông Bí 28 tháng 10 năm 1961, 28 tháng 10 năm 2016.